Đây. Giờ xin chào quý khán giả trở lại với kênh Nhi Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại nhà của một cái ông cụ, ông Bảy á. Ông bị bệnh á. Bị bệnh đó, mấy người coi những cái mà về nào cũng mạnh thường quân có ai ủng hộ. Có cái cô này mới nhờ giúp quay giúp á, ví dụ như mấy mạnh thường quân nào có thể giúp đỡ ông thì có thể giúp. Tên gì nói ta? Tên gì em? Tên gì em? Mà mày tên gì? Tên Bảy Tình. Từ Hủy Văn Bảy á chị ơi. Trần Trần Văn Bảy. Trần Văn Bảy á, ông bị bệnh á. Này địa chỉ ở bên chỗ Hòa Khánh, Áp Hòa Hảo không? Dạ. Ông bị bệnh gì lâu chưa? Bệnh lâu rồi nhưng mà không có tiền trị vậy đi. Bệnh cỡ năm rồi đó. Dạ. Không có tiền trị, bây giờ nó tái phát ra cục bú vậy đó. Quý vị coi, mấy chồng đồng mạng coi đó, ủng hộ ổng tận xa vậy đó. Dạ. Chị này đi, chị đi kêu gọi giùm. Đúng rồi, chị đưa gọi Mạnh Thường Quân rồi. Ai có giúp đỡ anh Bảy, chị đi từ thiện. Dạ, giờ ông đi được không? Hay ông ngồi chỗ gì không? Không đi gì đâu mà đi. Có một người em quay sát thì em mới thấy rõ hơn nè. Chị ủng hộ được 1 triệu 300 30 ngàn vậy cân đếm giùm cháu coi cân nè. 1 triệu. Nè, đếm nè. 5. Dạ. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1 triệu 330 ngàn chị đưa cho Bảy Tình. Rồi ai ủng hộ chị Cáp trên thành phố Hồ Chí Minh tại bệnh viện Trương Dương thì số điện thoại 0353326692 gửi tiền cho anh Bảy Tình. 035 nha. 035. Dạ. 332. 332. 6692. 6692. Ừ. Chị Cám bán trái cây ở bệnh viện Trương Dương. Chị Cám bán trái cây ha. Ừ. Dạ. Chị ở trên Sài Gòn gì đây ha. Đúng rồi, chị ở đây mà trên phố chị bán gì đó. Giờ ông ăn uống gì được không? Cầm giữ không ăn uống được. Ông chỉ là húp nước cháo chứ nước sữa không à. Đó, dạ. Quay sát là thấy cái này đó. Dạ không, tại vì không có uống. Không ăn uống gì nữa, uống không ngồi vậy không nằm được nữa đó, uống không có được. Dạ. Kêu ông nó gục cái đầu vậy không đó. Đó, tại giờ mình kêu Mạnh Thường Quân ai tới giúp đỡ anh thì hoàn cảnh nghèo khổ gì đó, ai giúp đỡ được thì mang ơn. Bây giờ con nào nấy cũng khổ hết trơn, đi mằng dạ. Lâm chứ. Bị vậy là bao nhiêu lâu rồi chị? Đã năm nay rồi đó. Mới bị 1 năm mà nó bự cái một bú gì cái nó bự. Cái một này á thì nó phát hiện chừng cỡ khoảng 4 tháng nay. Đó, còn dạ. Ổng bệnh lao á là ổng nằm cả năm. Bị lao ha. Bị lao. Yeah. Giờ không có tiền nhớ ông đi chữa trị. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Không có tiền. Chị trên Sài Gòn chị biết ông rồi về giúp ha. Chị đi thành phố chị bán rồi chị đi về thôi vậy thôi. Yeah. Giờ ví dụ ai có Mạnh Thường Quân nào có gửi tiền chị tại bệnh viện Trương Dương thì cho thì chị nhận đem về đưa cho anh Bảy Tình vậy thôi. Yeah. Đúng không? Có số điện thoại của chị. Ừ, số điện thoại chị đọc đó. Chị đọc lại một lần. 035 035 332 332 6692 6692. Chị Cám. Dạ. Là địa chỉ nhà, số nhà mình ở đây là số mấy giờ? Số nhà mình cũng theo máy cơ Hiền. Tôi cũng không biết, tôi có ở trên Đồng Tháp, tôi mới xuống Hàm Ảnh đó. Mới ở trên, chị là trên Đồng Tháp xuống chứ không ai còn cô. Không, đúng rồi, gặp chị Cám thì chị liên hệ, gắn liên hệ, đừng cho anh gì đâu. Dạ. Đi thăm ảnh nè, anh dạ. Ảnh là anh ruột. Anh ruột hả? Đi thăm ha. Dạ. Dạ, ông bị... Lên đó đưa cho, mà vô chưa kịp. Ông nói chuyện giờ cũng không được luôn. Nói chuyện không được, nói chuyện không được thì em cứ việc em cứ việc em quay đi rồi em đưa lên thì ai được cái gì ủng hộ được nhiêu mình bằng nhiêu chứ giờ biết sao giờ. Dạ. Thí dụ chị lên thành phố ai mà gửi tiền chị thì qua số điện thoại của chị. Dạ. Thì chị vẫn đem về cho anh Bảy, chị giúp đỡ chị ở đây ai cho nhiêu chị nhận nhiêu đưa cho anh đi giấy như vậy sao giờ. Dạ. Nhà Mạnh Thường Quân ở trên phòng hàng giúp đỡ ông. Dạ. Ông giờ đang uống không được uống sữa không mà sao? Không ăn luôn, không uống luôn. Không ăn uống. Không biết không nằm được đó kìa. Không nằm được luôn. Rồi. Dạ. Không có nói chuyện lên được, con mắt nó méo quăng bên, nó giật luôn mà nó giật mắt méo miệng, em chụp là em thấy rồi. Dạ. Đó, em quay đi rồi mạng ai có coi được clip vậy ấy, quay sát là thấy cái cục đó không em? Đây nãy mấy Mạnh Thường Quân này chị gọi được 1 triệu mấy hả? Chị được 1 triệu 300 30 ngàn. Dạ. Đúng rồi. Em dạ. Có chụp thấy chị không? Dạ thấy. Chị cho tiền đó là dạ rồi đó, rồi đúng rồi đó. Bây giờ ai ủng hộ chị thì chị quyên góp bao nhiêu thì chị đưa cho ảnh bấy nhiêu nữa. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Không có được thì số nhà bây giờ thấy cần gặp chị Ngán là được rồi em ơi, không được em ơi. Ủa, ông ở đây ông ở mình hay có ai chăm sóc nuôi gì không? Có thằng con mà đi bắt ốc khuya giờ nó ngủ chẳng kêu nó ra, kìa đi ra đây nè ơi. Thằng con ở nhà với ông vậy đó, rồi khuya cái đi bắt ốc 8 đêm vậy đó. Ở mình với thằng trai vậy thôi. Sữa cho ông đủ. Đi bắt ốc đồ kiếm tiền nuôi ông ha. Quay vòng vòng lại em biết rồi. Ngồi đây nè con. Đây đây nè. Không, mình quay mình thấy cái mục đó quay thấy bây giờ quay cái mục bố ảnh giờ quá to, ảnh chỉ gục nằm tại chỗ không có tiền mà thuốc men gì hết, ai có ủng hộ thì nếu mà quay gần quá thì nó sẽ bị
Vậy là chị này là em của ông hả? Em. Ông này ông thứ bảy, ông từ bảy. Dạ. Tôi thì thứ chín. Anh bảy ở ấp ngoại. Rồi trong Đồng Tháp ra thăm ha. Ở trên Đồng Tháp có chồng gì chở nó ổng bệnh về mới xuống tới sáng. Đi liền liền xuống tới luôn liền liền vậy đó. Dạ. Ấp Hòa Hảo, xã Hòa Khánh. Ngon. Ông ở chung với thằng trai ha. Ừ. Dạ. Ở với chung với con thằng một. Đó rồi, xuống mẹ lẹ đi con. Sáng tóc tay lũ hổ trơn tôi mới nhắc. Nằm không được chỉ ngồi không rồi sáng đêm sao chị nổi trời. Dạ. Ngồi sáng đêm vậy luôn ha. Chứ nằm sao nữa. Tại có cục đó sao anh nằm. Rồi, không có nằm được luôn. Không, gục như cái gối nè. Rồi hổm ngày có đi khám ở đâu với ta? Khám gì mà ta chạy mày rồi khám đi đâu nữa. Chạy rồi hả? Khám rồi. Giờ về nhà lo đựng vô lo không hả? Ừ, đúng rồi. Là khám rồi là bác sĩ chạy hả? Chẩn đoán là gì vậy? Chẩn đoán khối u hả? Dạ. Được ngày nào hay ngày đấy. Đúng rồi. Dạ. Chứ nhà mày có này có gì đâu bán. Dạ. Không có cái gì. Có đất trường gì không? Có nhiêu đây thôi chứ không có cái nền nhà ở gì thôi. Nhà đúng rồi. Dạ. Vậy chứ mày thấy tao vô YouTube là người ta lên thành phố là họ biết chị cái nhà này cũng thấy là biết cho anh đó. Là người ta cái nhà này cũng là nhà nước người ta cho. Nhà nước cho nữa đó. Nhà nước cho luôn hả? Cái YouTube của cái thằng gì đó. Cái thằng này YouTube nè. Dạ. Không nhiều kênh quá con không rõ. Con YouTube người ta tưởng nó là nước vàng nó chảy ra hoài. Dạ. Nước vàng chảy ra hoài vậy đó. Thấy cái trắng trắng mũ nó ra hoài vậy đó mình làm sao mà ấy được. Còn cái chuyện kia là chỉ nằm tại chỗ luôn. Dạ. Đi khách luôn. Dạ. Dạ. Ở đây có anh Nước là bữa nay anh dẫn mình đi hỏi thăm tình hình của ông Bảy á. À, xin chào anh chị em á, là Mạnh Thường Quân gần xa ha. Hôm nay mình có đến nhà của anh Bảy, ảnh là tên Bảy Tình. Nhưng mà cái số nhà của anh hiện giờ lạc mất thì không biết số nhà số mấy. Ảnh cũng có cái căn bệnh đó là rất là quá dị. Không biết căn bệnh gì đó mà mình cũng chưa có xem hồ sơ gì đó. Nhưng mà trước hết là thấy nó nổi cái mụn này nó xì mũ. Rồi, gia đình ảnh cũng rất là khó khăn. Con thì đi bắt ốc. Con trai cũng chắc nay cũng 30 tuổi rồi mà bắt ốc mà chưa có vợ nữa để nuôi cho cha. Hoàn cảnh khó khăn quá giờ cũng già đường cùng rồi. Cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân là anh em gần xa là chung tay ủng hộ giùm anh Bảy lá lành giùm lá rách. Nếu mà anh em nào mà thấy là có muốn làm thiện nguyện thì đóng góp là giúp đỡ cho anh Bảy bao nhiêu cũng được, 10.000, 20.000 cũng được. Và nếu mà có muốn đóng góp thì mình sẽ cho cái địa chỉ ở đây. Và còn muốn lên thành phố Hồ Chí Minh thì gặp chị Gái. Còn ở dưới khu vực này liên hệ qua anh Nước tìm hớt tóc nước non cũng được. Còn nếu muốn đến địa chỉ đây thì liên hệ qua là mình là tên Nước Non và tiệm hớt tóc nước non của mình ở tại cầu Bảo Phú. Mình đây là chủ tiệm hớt tóc nước non ở tại cầu Bảo Phú. Nếu mà mấy anh em có muốn ủng hộ thì mình cho cái địa chỉ và liên hệ với mình cũng được, rồi mình dẫn đưa đến nhà. Số điện thoại của mình đó là 0847543309. Cũng rất nhờ là anh em Mạnh Thường Quân gần xa để chung tay là giúp sức giùm cho anh Bảy này là để vượt qua cái cơn bệnh này ngặt nghèo. Đó vậy. Dạ. Mà nếu mà ủng hộ trên Sài Gòn. Phần ai cũng ủng hộ trên Sài Gòn. Ở trên Sài Gòn thì có thể liên hệ qua cái chị Tư, chị cái Cám. Nguyễn Thị Cám. Ai muốn ủng hộ ở trên Sài Gòn á thì chị Nguyễn Thị Cám. Ấp Bà Hảo điện thoại của chị đặt là 0035 332 6692. Chị bán trái cây ở bệnh viện Trương Dương. Bệnh viện Trương Dương. Chị bán trái cây ở bệnh viện Trương Dương. Dạ. Ở trên Sài Gòn thì có thể liên hệ qua chị để chị nhận giùm ha. Ủng hộ thì gửi chị nhận giùm gửi cho anh Bảy để tiền trị bệnh. Cái này mình thuộc ấp Hòa Hảo, xã Hòa Khánh. Đúng rồi, ấp Hòa Hảo, xã Hòa Khánh. Dạ. Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Chỉ ngồi vậy không chứ không có nằm được mà. Không ngồi không? Mà sáng giờ không ăn uống gì được. Không ăn uống gì luôn. Có uống được miếng nước nó ăn ngủ yên không có uống sữa được đúng rồi sữa nó cũng no. Cái video tới đây cũng tạm dừng kết thúc, ngừng cái mình qua cái video mình cũng quay cho đúng cái chị kia có hoàn cảnh khó khăn mà bị tai biến nữa. Dạ. Cũng rất nhờ là cộng đồng là mạng để giúp đỡ. Thôi dạ. Video đây đến đây mình cũng tạm dừng đi ha. Dạ. Chào anh chị em, chúc anh chị em xem video này được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài ha. Rồi bye bye, tạm biệt. Đưa tiền ông giữ được không hay đưa cho con trai ông? Trai ông lát lấy à?
tại vì nó đi bắt ốc nó thức quá khuya rồi nó ngồi ấy. Dạ. Nó giữ nó mua thuốc mua men mà cho tới một tuần là đi lấy thuốc là 1,5 triệu 2 triệu không đó. Lấy thuốc ở đâu vậy? Lấy thuốc ở Cà Lậy á. Cà Lậy hả? Cà Lậy mà là ổng muốn loại thuốc bắc không mà chứ. Thuốc bắc hả? Ủa sao không chỉ thuốc tây không được hả? Chỉ thuốc tây không có được, giữ thuốc bắc cho nên nó mới có nó mới sạch nha. Không được. Thuốc tây không được, cái hộp thuốc này. Thuốc mà thuốc đủ thuốc, thuốc không. Dạ.